Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với lại Sammy, bọn tôi sẽ cùng nhau chơi lại một cái tựa game mà 5 năm trước tôi đã từng chơi. Và cái tựa game đó là một cái tựa game ức chế nhất thế giới. 5 năm trước, ủa game đó là sao vậy? Cái game đó là một cái game của một cái thanh niên mà ngồi ở trong cái lu á anh em, sau đó cầm cái búa, sau đó di chuyển á. Cái game á ngày xưa được người ta gọi là game ức chế nhất thế giới, nhưng bây giờ nó không còn là ức chế nhất thế giới nữa. Bởi vì đã có một game mới rồi. Có game mới của game, có game mới luôn. Lần này thì thanh niên này đã thoát ra khỏi cái lu rồi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Xem video đi biết nha. Trong một cái này là cái bể biển hả ta? Ui! Bồn đông ra chui dưới nước chưa lên thấy ghê vậy? Thanh niên này chui dưới nước lên trời. À xin giới thiệu với Sammy nha. Đây là cái thanh niên mà ngày xưa gọi là chui ở trong cái lu á, sau đó cầm cái búa. Sammy thấy không? Rồi giờ dùng tay vậy? Đúng rồi. Em thấy ông này khổ quá vậy? Thì cái game này là như thế này nè. Sammy sẽ phải dùng tay của Sam bám lên như thế này, thấy không? Trời ơi. Mệt không? Thấy mệt không? Thôi như người rừng vậy luôn hả? Đúng rồi, bám như người nhện chứ người rừng cái gì. À, người cái này nhện. Là người nhện Spider-Man, bảo đảm Caron thích lắm luôn á. Đó, mình sẽ phải bám. Thì Sammy biết bọn mình đang bám đi đâu không? Bám đi đâu vậy? Bọn mình đang bám lên trên gọi là đích đến để mình gọi người tới cứu mình, hiểu không? Ok. Trời ơi, nói chung là ông này không thoát khỏi ekip là bị nạn á bạn. Thấy xui quá. Đúng rồi, nói chung là thanh niên này gặp nạn liên tục luôn á, lúc thì bị kẹt trong cái lu, lúc thì bị té ở đây. Trời, làm gì vậy Phong? Thấy tôi ghê không? Tôi nhảy qua đó. Bình tĩnh thôi Phong ơi, bình tĩnh thôi. Trời ơi, bây giờ Phong mới thấy kỹ năng leo núi của Phong đỉnh quá các bạn ơi. Các bạn thấy không? Từ nãy giờ Phong leo chưa té phát nào luôn, ghê không? Hay quá vậy. Cao quá. Cao quá, không dễ tới được. Cô leo không? Chuột. Rồi, đừng. Từ nha. Mình tỉnh thôi. Đúng là bàn tay làm nên tất cả phải không? Đó. Đúng rồi. Ý nghĩa đó. Ai da, xui quá ta, bị té rồi. Trời ơi, là trời, cái game gì đâu mà xui quẩy vậy. Mình bơi vô. Ủa sao mình bơi kỳ vậy, bơi mà có giặt giặt vậy. Ê, Sam, Phong mới vừa học được một cái kỹ năng này rất là hay luôn nè. Sam nhìn Phong nè nha, đây nè, Phong sẽ bám vô bức tường nè. Nhìn nha. Hí. Đó, thấy không, bò y như con thằng lằn luôn, thấy không? Đó, y như thằng lằn luôn, thấy không? Trời ơi, thằng lằn ơi, nhắc thằng lằn tôi nữa. Đó, thấy không? Nè, bây giờ Sam coi nè, Phong đẹp, Phong gọi là Phong chèo hơi bị nhanh luôn nè. Đó. Rồi. Ê! Cố lên bám không? Vô. Bám vô. Ok, bám được. Mệt quá. Ê, nhưng mà cái game này chơi mỏi tay ghê luôn á bạn. Mình chơi nha, là mình phải leo liên tục vậy nè, mình phải giữ con chuột liên tục luôn, mỏi tay cực kỳ luôn á. Thấy ông này khổ quá. Ê, nhìn nó không giống con người luôn á. Ơi, được không? Ơi, chưa được. Nó tuột, không phải giữ được cục đá kìa. Rồi. Được chưa? Ơi, chưa được. Cục đá, không phải đập cầm được cục đá. Phong đang cố. Phải bám vào được cục đá đâu. Ơi, được rồi. Yeah. Hay quá. Trời, hay quá. Bạn thấy không? Kỹ năng leo núi của Phong cận phải nói là đỉnh cao. Sức mạnh. Rồi, được rồi. Ơi, no. Đừng trượt xuống. Yeah, được rồi. Yeah. May quá. Đừng cẩn thận nha. Rồi, Phong biết, lần này Phong sẽ để ý hơn, không để bị ngã ở đâu. Đó, đó, lên đây luôn. Đó, lên luôn. Ê, cái thùng màu đỏ này trơn lắm. Từ từ, bình tĩnh. Leo nhanh lên. Ui, cái thùng này trơn quá. Ê. Rồi. Ôi trời, mỏi tay quá. Mỏi tay thật sự luôn á bạn. Chơi game này đúng mỏi tay luôn á. Rồi đưa tay kia, bám cái kia kìa. Trời ơi, là trời lên trên tới trên kia rồi. Vẫn té được, cay thiệt sự luôn á trời. Không sao, Phong yên tâm, Phong làm lại được. Chơi được không? Được, lần này Phong sẽ làm nhanh cho Sam coi nè. Đó, leo tốc độ cao luôn. Nhìn ra con người luôn rồi đó. Trời ơi, Phong tức quá Sam ơi. Bò. Ồ, bò như người nhện. Nhanh rồi. Bò như người nhện, nhanh luôn. Người nhện Việt Nam. Ồ, ghê không. Nhưng lãi vậy đó. Ghê không. Ồ, bò nhanh không, bò nhanh. Hí. Té rồi. Người nhện Việt Nam. Người nhện Việt Nam, Spider Việt Nam. Không sao, làm lại. Thất bại là mẹ thành công, thất bại một lần mình làm lại. Không gì phải nản cả. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nên mà, nhưng mà linh nên kim. Đọc cái gì vậy? Cay quá. Không sao các bạn. Nhân vật của ông bây giờ nó cũng đâu mất bình thường rồi đó. Nhân vật của tôi nó cũng mất bình tĩnh đây bạn ạ. À. Đó, đang cố gắng nó trèo lên hình nhanh hết mức này, thấy không? Đó. Nó cái giật. Không, nhưng mà Sam công nhận là nãy giờ Phong trèo nhanh không? Nhanh. Mượt rồi, bắt đầu quen tay rồi. Trời ơi. Nó té cắm đầu xuống nước luôn, trời ơi. Tôi đang leo. Ui. Một chút nữa thôi. Thôi bình tĩnh mà. Bây giờ tôi tặng ông bốn quà để giúp ông có thể chơi game này giỏi hơn. Gì? Tặng quà hả? Quà gì? Quà gì? Tiền một con thằng lằn. Đây, tôi sẽ tặng ông con thằng lằn để chúc ông có thể gọi là leo giỏi như con thằng lằn. Con thằng lằn nó leo giỏi đúng không? Thì mình sẽ leo giỏi như thằng lằn đúng không? Để giúp sức mạnh ôi. Sức mạnh chưa? Sức mạnh thằng lằn đúng không? Có sức mạnh của thằng lằn. Rồi, đó, không sao đâu, bình tĩnh từ từ. Thấy nó ổn rồi đó. Thấy nó ổn hơn rồi đó. Sức mạnh của thằng lằn. Nhanh hơn xíu rồi đó. Wow. Nhanh hơn xíu đó. Chắc cua đó. Tôi thấy là sức mạnh con thằng lằn Sammy trao tôi là nó hợp lý nha. Hay quá. Lằn nó lắc người nè, thấy không? Ui hay quá. Quá được coi. Trời ơi, thằng lằn nó lắc. Thằng lằn lắc hay là Sam lắc? Nè, nó lắc nè, nó kiểu trời ơi, cậu ghê quá, kiểu gì đó. Ghê quá hả? Sức mạnh của thằng lằn đó. Đúng rồi, đây các bạn coi sức mạnh của thằng lằn Sammy tặng cho Phong, Phong tăng được sức mạnh nè các bạn. Báo lên đường. Lên trên đường. Trời ơi, từ nãy giờ chỉ chờ mỗi khoảnh khắc bám được lên trên đây thôi. Đó, trời ơi, lên được rồi, mừng quá. Bây giờ mình phải từ hay sao mà mình không được vội. Hồi nãy mình vội quá cho nên mình té. Lần này là có con... Ê! Đừng té, cố gắng bám lên. Rồi, lần này là có con thằng lằn phù hộ. Đúng rồi, thằng lằn. Lần này có con thằng lằn của Sammy tặng mình phù hộ các bạn, cho nên là không sao hết. Đó, ông thần thằng lằn hiểu không? Rồi. Ui! Gãy. Ui, xém nó té. Nhẹ nhàng thôi, chừng nó gãy cây đó là xong luôn á. Tim rớt xuống đất luôn á. Yeah, lên được tới đến đây rồi. Đằng này phải từ từ nè. Trơn. Rồi. Từ từ. Cục đá có đá cái bên kia kìa. Cục đá này nó trơn lắm. Ui, cái đạn này là mình không bám vô cục đá được. Đạn này là mình cỏ đó vô cỏ bám được. Đạn này mình bám vô cỏ cho mình không bám vô cục đá được. Đúng rồi. Ok, từ bám vô cục đá nè, xong bám vô bụi cỏ nè. Rồi ok, từ từ thôi nha. Thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Rồi đá kìa. Wow. Rồi, lên trên đây rồi. Ủa, nó có dấu mũi tên chỉ xuống đây á. Rồi là sao? Là qua đó hả? Là đi xuống dưới à? Đi xuống dưới. Lắc qua. Ui. Yes, ok, vẫn bám được, mừng quá. Ui, sao từ lúc Sammy tặng cho mình con thằng lằn cái đầu mình bám tường ghê quá bạn. Hay chưa? Ui, có cái xương khủng long kìa. Ui, có xương khủng long luôn à? Khám phá luôn vừa đi vô. Ủa, giờ mình đi đâu ta? Hình như mình đi sai vậy Sam. Hình như qua đây nè. Ủa ơi, nguy hiểm kìa. Ui, cái này khó vậy. Ui, cái này khó nha. Cái này văng qua đó. Cái này là khó qua lắm á nha. Trời ơi. Cái này là phải đu qua. Cái này phải đu lên cao nè. Sức mạnh của người nhện mới đó thôi. Mình phóng quá hả? Đúng rồi. Hey! Con thằng lằn của Sam quá hay. Con thằng lằn của Sam đã phù hộ cho Phong. Đạn này hình như mình phải leo xuống dưới. Ôi, nó nguy hiểm. Nguy hiểm quá vậy. Không sao, cứ bình tĩnh thôi, từ thôi, không sao hết. Đúng rồi. Hơi nguy hiểm xíu nhưng mà vẫn qua được. Ui, nguy hiểm quá. Đu qua đi. Đang muốn qua đây. Ui, nguy hiểm quá, cái tay của Phong chỉ cần trượt ra ngoài cái thôi là té luôn á. Đạn này nguy hiểm nha, đạn này là phải lấy đà qua nè. Sammy sẵn sàng chưa? Rồi. 1 2 3 Ui. 1 2 3 Chỉ một chút nữa thôi là qua được rồi. Trời ơi. Phong khóc thiệt luôn các bạn. Mình muốn khóc thiệt luôn á trời. Bơi luôn đi, mình bơi về nhà đi Phong ơi. Mình đừng có léo núi nữa. Mình bơi về nhà không được chứ nè. Mình bơi cái mình tung cho bức tường. Mình có bơi về nhà được đâu. Mình phải bơi lại hòn đảo hồi nãy. Trời ơi, nó ép mình vậy luôn á. Trời ơi, ác quá. Trời ơi, nó ác quá mấy bạn ơi. Nó ép bọn tôi gọi là leo núi khi nào mà vượt đích được thì mới thắng thôi. Trời ơi, chứ không cho bơi về. Không sao, mình làm lại. Thất bại là mày thành công vậy. Hồi nãy mình làm được một lần rồi thì lần này mình sẽ làm được, Sam hiểu không? Không có gì hết, mình làm được. Đó.
Mình phải tự tin lên, tin vào sức lực của mình. Đó. Đu qua. Dạ, không sao, thất bại là mẹ thành công, lên được tới đây rồi bạn ơi, không hay sao cả. Bắt đầu có kinh nghiệm rồi Phong có ơi. Có kinh nghiệm mình leo nhanh hơn rồi Sam, hiểu không? Đó. Okay, đó. Rồi, đó, có kinh nghiệm mà mình leo nhanh hơn thôi, sợ cái gì? Không có gì buồn hết. Đó, lên tới tầng đây rồi. Ok, đoạn này phải từ từ nè. Nắm mấy bụi cỏ á. Nắm mấy bụi cỏ đúng không? Đúng rồi. Cái thế nhờ, một chút xíu nữa thôi là được rồi bạn ơi. Bực thật sự luôn trời. Trời mưa rồi. Trèo lên. Riết là tôi quen cái đường này luôn các bạn. Riết rồi ông Thành thạch sùng. Ông Thành là gì đó, con này con gì? Con thằng lằn. Thằng lằn á, riết ông nhìn như thằng lằn rồi đó. Con sinh vật thằng lằn thật rồi đó. Đúng rồi, giờ là mình trèo hơi bị nhanh luôn các bạn. Chỉ là do hồi nãy mình xui mình té thôi các bạn. Chứ mình trèo hơi bị nhanh. Thằng lằn Việt Nam đây. Người nhện Việt Nam. Trời ơi. Ăn miếng lấy sức. Đó. Thật ra Sammy hiểu không? Phong mà Phong chơi game cái game này á, từ nãy giờ Phong chơi có nãy giờ mới được có nửa tiếng thôi. Nên là gần tiếng rồi. Đúng rồi, mới gần tiếng thôi cho nên là Phong chưa có kinh nghiệm. Khi nào Phong chơi được 5 tiếng thì rồi Phong sẽ có kinh nghiệm. Trời ơi. Quá. Nhưng mà Sam nhìn Phong nè, lần này cái đoạn này hồi nãy là mình qua không được đúng không? Bây giờ đoạn này nè, Sam nhìn Phong nha. Phong sẽ làm một phát là qua luôn rồi, sao tin không? Không. Hí. Trèo đi. Như mèo vậy. Từ từ nó bị chơi. Khổ quá thôi, Phong xin lỗi, Phong làm được rồi. Nói rồi, tôi mà là cái ông nội này trong cái game mà chắc tôi chấp nhận tôi chịu luôn các bạn. Tôi không biết leo, thật. Tôi không biết leo á. Không cần may ra còn cứu được. Wow, lên được rồi, bám được rồi, trời ơi. VIP Pro. Lên xíu nữa. Rồi đó, Sammy thấy Phong ghê chưa? Ghê. Quen tay một hồi giờ là Phong leo đây lại, lần này là lần thứ 3 luôn rồi đó. Hơi bị đỉnh. Đó. Khoan từ. Nãy cũng gáy vậy xong té. Bình thường thôi. Đừng gáy. Gáy là té, bình thường thôi. Không có gáy nữa. Khóa miệng lại bạn đó. Tại vì đó giờ Phong gọi là Phong ha gáy quen rồi cho nên Phong gáy nhiều lắm. Rồi. Ôi. Ui, xem té luôn á Sam ơi. Trời ơi, sợ vậy. Ok, bây giờ là hất người qua đây. Wow. Trời ơi, tính ra may mà ông chơi game này với tôi, mà chơi game này tôi chịu luôn á. Yên tâm đi, Phong làm được mà. Đây, hồi nãy đoạn này là mình, đoạn này mới khó nè. Đoạn này mới là cú bờ rô nè. Đây. Ui. Cắm thẳng đầu xuống dưới luôn trời ơi. Nãy bờ rô xong. Sao mà nó cắm thẳng đầu xuống trời, từ nãy giờ chưa qua được bạn đó đó, bực quá. Trời ơi, nó cắm thẳng cái đầu xuống dưới luôn bạn ơi, cay thiệt sự. Ok, không sao, bèo bò. Bò lên tiếp, trời ơi. Khổ quá, từ nay giờ. Rõ ràng là kỹ năng của mình bờ rồ như thế này mà bạn đó, bạn thấy không? Đó, mình hất người rõ ràng, hơi bị đỉnh luôn. Đó, bạn thấy không? Kỹ năng cũng thuộc dạng là hàng đỉnh mà bạn, phải là bình thường đâu, mà nãy tiện té ta. Đó, thấy không? Xem té. Nói không? Xem té đâu, sao nói kỳ vậy? Đó. Phong qua rõ ràng mà. Hỏi không? Trời ơi, kỹ năng Spider-Man Việt Nam. Kỹ năng cũng kiểu người nhện Việt Nam mà sao mà người nhện này hết tơ rồi, người nhện ăn ít quá hết tơ. Người nhện này không có nổi bộ đồ mặc luôn. Sao biết sao không? Tại hết tơ nhện á, không cho nên không có tơ để may đồ. Thông cảm. Trời ơi. Một phát thôi. Trời ơi. Kỹ năng của Phong mà sao? Người nhện Việt Nam, Mr. Beast. Mr. Beast Việt Nam. Đây, nếu bạn leo lên ngọn núi này, tôi sẽ cho bạn 1 triệu đồng. Tôi sẽ cho bạn 1 triệu đô la. Ui. Mr. Beast. Sao anh thấy kỹ năng của Phong sao? Rất là... Không gáy đâu. Đạn này gáy mấy lần, té mấy lần rồi. Đúng rồi, bình thường. Thôi, đạn này bình thường. Kỹ năng Phong bình thường. Kỹ năng của Phong cùi bắp. Gà đồ đó. Đúng rồi. Nước. Rồi, đúng rồi. Hồi nãy đạn này gáy và té rồi. Đừng gáy nữa. Sợ lắm. Rồi, bình tĩnh nha. Đây, bình tĩnh thôi. Mình cầm được cái bụi đó được rồi đó. Rồi, đu nè. Hất người quá nè. Đó, xoay một vòng luôn. Xoay một vòng luôn cho nó ngầu. Nó ngầu, xoay một vòng nó ngầu gì đâu á. Ok, rồi, tiếp nè. Đạn này mới khó nè. Nè, hất người qua luôn đó. Trời ơi, con ngầu của
lỗi Sam, mình xin lỗi Sam, mình xin lỗi Sam. Thằng lắm của tôi mà. Phong sẽ sợ. Cần tôi kêu cây đôn người nhà giúp không? Lần sau mình sẽ mời cây đôn người nhà vào đây phụ mình. Chứ mình nói thiệt với bạn là mình chịu rồi. Tôi không thể nào thắng game này được. Game này quá khó. Từ nãy giờ có một cái đoạn duy nhất như đó thôi mà nãy giờ không qua được. Cần cái mặt nạ người nhện mang không? Chắc là lần sau tôi sẽ mời người nhện đến đây để chơi thử. Đó chính là người nhện Kairon nha. Tôi sẽ mời người nhện Kairon đến đây chơi thử trò này. Chứ tôi là tôi chịu rồi. Từ nãy giờ tôi leo mệt muốn chết luôn á. Mày không qua được các bạn ơi. Thôi. Rồi ok, coi như là từ nãy giờ thì bọn mình vẫn chưa qua được màn đầu tiên luôn các bạn ơi. Cho nên là mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi. Cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ok, từ hình như chưa. Hình như mình qua được màn để xíu. Thôi bỏ đi dẹp đi. Các bạn đừng quên hãy bấm nút đăng ký kênh và nhấn nút like ủng hộ cho video này của mình. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Và video sau tôi sẽ mời Kairon vào đây để chơi thử trò này. Kairon thích người nhà anh lắm. Ok vậy nha, bye bye, see you again. Dẹp luôn đi, mệt quá.